luôn em ơi. Sao? À vậy hả? Ủa mà người ta đâu có biết đâu mà coi. Có chỉ địa chỉ không? Có địa chỉ không? À vậy hả? Sao không đi? Sao không đi? Đang ở thác Atala nè, đang quay phim chụp hình rồi nè, vui lắm, đẹp. À vậy hả? Cái nào con quay bằng điện thoại thì con mới đưa lên liền được, chứ còn quay bằng máy chụp hình là quay bằng máy chụp hình là không có đưa lên được, tại vì về cái đó về nhà phải chép vô máy mới đưa lên được. Dạ. Dạ dạ lắm ha. Tắm đi.
quay. Em ơi. Ta kêu lên á. Đó là đứng trên lan can đó.